Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, và sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chỉnh gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Mệt mỏi rồi bao năm tháng ngược xuôi, đã nếm đủ vị đời trong nước mắt, dù cố gắng nâng niu và lượm nhặt, từng nụ cười vẫn chẳng nắm chặt tay. Nhưng ông trời thì lại cứ mỉa mai, luôn mang đến những đắng cay hờn tuổi. Có nhiều khi âm thầm tôi tự hỏi, đã sai và lầm lỗi chỗ nào, mà kéo dài theo năm tháng khổ đau, bước chênh chao trên đường đời mấp mé, kiếp nổi trôi thân một mình cô lẻ, chẳng biết mình rồi sẽ phải về đâu, hay bẽ bàng giữa nơi chốn bể dâu, là số phận không thể nào thoát được, nên dẫu có bôn ba đời xuôi ngược, mãi chỉ là dòng nước mắt tuôn rơi. Hợp vía thần tài, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, được trời thương Phật độ, trúng lớn 100 tỷ, đổi đời giàu to, tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch. Thưa quý anh chị tuổi Ất Mão sinh năm 1975 thân mến, dù anh chị là ai, làm gì, chắc chắn sẽ có những lúc gặp khó khăn, thua lỗ hoặc mất mát về tài chính. Có thể do kinh doanh không thuận lợi, hoặc do bản thân mải chơi mà vướng vào nợ nần. Khi những chuyện ấy xảy ra, hãy nhớ rằng đừng nghĩ nhiều. Hãy rút ra bài học và buông bỏ nó, coi như cái đã mất là cái chưa từng có, dù đó là tiền triệu, tiền trăm hay tiền tỷ, chỉ cần trái tim anh chị còn đập, tư duy còn minh mẫn, nỗ lực còn chuyên cần, thì anh chị sẽ lại làm được thôi. Hãy đơn giản hóa mọi chuyện, con người là con của, có gì đâu mà phải sầu bi khốn khổ, nghĩ nhiều, hận nhiều cũng không lấy lại được những gì đã mất. Thay vì làm những việc vô nghĩa, hãy tập trung vào việc tạo ra những giá trị mới, tích lũy cuộc cải cho tương lai. Trong cuộc đời này, khó khăn luôn hiện hữu, giống như chúng ta đi học cần phải làm bài kiểm tra của cuộc đời thường gian truân vất vả hơn. Nhiều lúc không có lời giải chính xác cho tất cả mọi đáp án, lựa chọn này có thể đúng với người này và sai với người khác, nhưng dù kết quả thế nào, quy trình chúng ta vẫn sống, vẫn có những điểm tương tự. Hãy giữ cho mình một cái đầu lạnh, một trái tim nóng, một tinh thần lạc quan, một tấm lòng nhiệt thành và một tâm hồn nhiệt huyết. Khó khăn nếu được vận mệnh đoán trước thì ta cũng sẽ được trời ban cho khả năng để xử lý. Bài kiểm tra thường nằm trong chương trình ta đã học, vậy nên hãy nhớ rằng nguồn nội lực để giải quyết vấn đề đã sẵn có trong anh chị rồi. Tất cả những gì anh chị cần làm là nỗ lực bền chí và kiên tâm, cùng đợi duyên khởi, để một ngày rạng rỡ không xa. Vậy, cụ thể chi tiết vận trình của người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975 sẽ như thế nào, bản mệnh sẽ gặp phải những may mắn gì, có gặp vận hạn gì trong tháng 8 âm lịch hay không và cách giải hạn cụ thể như thế nào, tất cả sẽ được giải đáp trong video dưới đây. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Quý anh chị tuổi Ất Mão thân mến, suy cho cùng, số phận của một người nằm trong tay của chính mình, không ai là ngoại lệ, tất cả là do bạn quyết định. Liệu bạn có một cuộc sống tốt đẹp hay không, nếu bạn không bao giờ phàn nàn về nguồn gốc, số phận của mình, đối mặt với mọi thử thách với một thái độ lạc quan và tích cực, có ý chí mạnh mẽ, làm việc một cách âm thầm, không sớm thì muộn, một ngày nào đó bạn sẽ sống cuộc sống mà bạn muốn, trở thành con người bạn muốn. Tuổi trung niên là ranh giới phân chia của cuộc đời, tốt hay xấu của tuổi già phụ thuộc vào sự lựa chọn của giai đoạn này. Nếu bạn chọn đúng, cuộc đời còn lại của bạn sẽ suôn sẻ. Nếu bạn chọn sai, bạn có thể sẽ gặp khó khăn. Tuổi trung niên vứt bỏ ba thứ này càng sớm càng thêm phúc khí. Chỉ bằng học cách buông bỏ đúng lúc và khiến bản thân thư thái, bạn mới có thể hạnh phúc. 1. Vứt bỏ những ham muốn dư thừa để tập trung vào bản thân. Mọi người đều có ham muốn. Một số người sẽ biến ham muốn thành động cơ hướng lên và không ngừng kiềm chế bản thân, trong khi những người khác sẽ bị ham muốn nuốt chửng và đánh mất bản thân hoàn toàn. Chỉ bằng cách vứt bỏ những mong muốn không thực tế và bám chắc vào thực tế,
chúng ta mới có thể tập trung hơn vào bản thân và tăng khả năng thành công lên rất nhiều. Cuộc đời không có con đường tắt nào cả. Những con đường tắt tạm thời có thể khiến bạn tự mãn và mang lại cho bạn nhiều tiện lợi, nhưng về lâu dài, càng dễ thì càng tốn kém. 2. Vứt bỏ những xô bồ ngoài xã hội. Nhiều người bị ám ảnh bởi việc quản lý các mối quan hệ xã hội và cảm thấy rằng nếu họ quen biết nhiều, con đường phía trước càng tốt. Trên thực tế, bạn đã hiểu sai bản chất của các cuộc giao tiếp, đó là sự trao đổi tương đương. Chỉ khi bạn đủ tốt, có giá trị và nhân hậu, thì người khác mới nghĩ rằng bạn cần kết bạn. Còn không thì chỉ là lãng phí thời gian, cho dù là vì thể diện, họ sẽ tiếp xúc với bạn, sẽ ngồi ăn tối với bạn, nhưng trong thâm tâm họ có thể không thoải mái với điều đó. Những người ở độ tuổi trung niên nên thấy rõ điều này càng sớm càng tốt, nắm bắt cơ hội và nắm bắt thời gian để hoàn thiện bản thân, đây mới là cách tiếp cận thực sự thông minh và có tầm nhìn xa. Các mối quan hệ dù thân thiết hay hời hợt đến đâu cũng có lúc không thể giúp đỡ bạn trong tình huống nguy cấp. Thay vì ký thác kỳ vọng vào người khác, bỏ thời gian để không ngừng tham gia tiệc xã giao, hãy đầu tư phát triển khả năng của chính mình. Khi bạn có một khả năng và giá trị nhất định, bạn không cần phải bận tâm đến việc kết bạn với người khác. Những người khác sẽ tự nhiên đến kết bạn với bạn. Lúc đó bạn có tiếp xúc với người nào đó hay không là tùy thuộc vào bạn. Bạn phải nhớ rằng, bất cứ lúc nào dựa vào sự hấp dẫn sẽ hữu ích hơn nhiều so với việc làm hài lòng người khác. 3. Vứt bỏ trái tim mềm yếu. Khiếm khuyết lớn nhất của một người là trái tim quá mềm yếu. Nhiều người nói đây là vì lòng tốt, nhưng bạn phải biết rằng lòng tốt này rất có thể sẽ hủy hoại phần đời còn lại của bạn. Quá mềm yếu không phải là điều tốt. Khi gặp phải những yêu cầu vô lý từ người khác thì nên từ chối một cách dứt khoát, thay vì thiếu quyết đoán, để rồi lại đưa ra quyết định sai lầm. Con người đến tuổi trung niên, đừng mềm lòng theo ý mình. Đôi khi lời hứa của bạn có thể gây ra nhiều rắc rối cho chính bạn. Muốn sống tốt trên cuộc đời này thì phải học cách từ bỏ một số thứ không cần thiết, vứt bỏ mọi gánh nặng cản trở bước tiến của mình, gói nhẹ lại, an vui tuổi già. Và sau đây hãy cùng Minh Đường Tử Vi điểm qua tính cách vận mệnh của người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Có một khái niệm thế này, rằng cuộc sống cá nhân một con người giống một cuộc học trong trường đời vậy. Chúng ta sống, chúng ta làm việc, chúng ta trải nghiệm đủ mọi khía cạnh nhân sinh. Xong rồi đến một thời điểm học chán rồi cũng là lúc cần thi lên lớp, đấy chính là thời điểm thử thách tới. Sóng gió về, mệt mỏi, qua được ta chuyển trường, chuyển lớp, mà không qua được thì ảm đạm suy tư. 2024 Giáp Thìn chính là cái năm thi lên lớp của những con mèo vậy. Tuy cùng là năm tuổi, nhưng bài thi của Ất Mão sẽ có sự khác biệt. Vì ở giai đoạn cuối của tiền vận và đang bước sang đoạn trung vận, nhưng Ất Mão hãy cứ nhớ rằng trời không bắt cá phải bay, cũng không bắt chim phải bơi lội. Nên thử thách đặt ra không phải để đè sập ta, sẽ luôn có cửa để thoát, sẽ luôn có cách để làm, chỉ là không còn được lười hay tản mạn an nhiên giống tính cách của mèo nữa mà thôi. Năm 2024 của Ất Mão, đặc biệt là nữ mệnh, là một năm để khai phá hết những hạt mầm tiềm ẩn của bản thân. Quan niệm rằng khi ta đầu thai, ta mang trong mình những chủng tử, tức hạt mầm. Mỗi một người sở hữu những hạt mầm thiên bẩm không giống nhau. Điều này đến từ những trải nghiệm, những nhân quả xuyên kiếp của từng người. Vậy nên có người sinh ra bẩm sinh giỏi toán, có ngữ văn hay, có người vẽ đẹp, chính là tuân theo sự dẫn dắt của những chủng tử này vậy. Ngoài những hạt mầm văn toán, trong một cá nhân còn có mầm thiện, mầm ác, mầm của sự giác ngộ, mầm của sự kiên trì, bền bỉ hay mầm của những chán nản u sầu. Với Ất Mão năm nay sẽ là một năm khai phá hết những gì còn tiềm ẩn trong họ. Và ở đời, trời luôn không cho ta học một cách dễ dàng, thì khi thi nó cũng càng vất vả. Nên năm nay là năm định sẵn Ất Mão sẽ có một trải nghiệm vô cùng phong phú, nhằm đánh thức hết toàn bộ những góc cạnh sót lại của họ chưa được khai ra. Họ sẽ phải bớt lười, họ sẽ phải bớt lãng đãng không chuyên chú tập trung vào công việc. Họ sẽ gặp một vài chuyện khiến họ bớt quá ỷ lại vào cảm xúc, mạnh mẽ hơn một chút, can trường hơn một tẹo, thị phi hơn một tẹo. Trải đủ 2024 rồi, con mèo Ất Mão sẽ bắt đầu có tố chất như một con hổ ở trong tâm, thử thách của năm này sẽ không quá khó. Vì mọi thứ chỉ là để đánh thức bản thân Ất Mão vậy, đây cũng là năm Ất Mão thiết kế được góc sự nghiệp cho riêng mình, kết thúc một số tàn dư của quá khứ và có một sự nâng cấp về linh hồn, thanh thoát giác ngộ không luẩn quẩn để làm tiền đề cho sự phát triển thăng hoa. Sự chuẩn bị cho sự tiến bộ và nâng cấp bản thân trong 2024 là một điều tốt với Ất Mão. Tuy bạn không thích thử thách và trông gai, vì trong một bức tranh xa xôi toàn cảnh, thì 2024 và 2025 này sẽ là thời điểm rực rỡ nhất trong trung vận của Ất Mão. Nếu bạn đủ giỏi ắt bạn có thể hóa hổ mà gầm vang, nếu bạn đủ hay ắt bạn có thể bay một chút cao điều. Đây là hai năm vàng của trung vận,
hai năm vàng của thuận may, nên hãy cứ trải đủ 2024 mà chuẩn bị cho cơ hội liền tay năm sau này, chỉ cần nhớ diệt cái lười của bản thân, diệt cái lắm lúc thiếu chú tâm và diệt đi phần nào sự cả thèm chóng chán, diệt đi nhiều phần việc bị cảm xúc cuốn thân, thì Ất Mão sẽ ổn trong năm này. Đánh giá 7,5 trên 10 điểm, gọi là 7,5, vì nếu Ất Mão ứng số tốt, ắt có thể lên 8, 9. Còn nếu ì ạch không thay đổi bản thân hay cách đối diện với cuộc đời, thì có thể hạ xuống 4,5 bất thình lình. Với Ất Mão, họ là những người hài hước, luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ thoải mái cho mọi người, nhưng đôi lúc tuổi Ất Mão vô tình tự làm buồn chính mình. Những người này khá nhạy cảm, dễ xúc động và có đời sống nội tâm phong phú. Bởi vậy mà tuổi Ất Mão dễ tổn thương, cũng dễ tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Trong một số trường hợp có những phán đoán nhanh chóng chính xác, như thể được giác quan thứ 6 mách bảo. Đối với họ không gì quan trọng bằng gia đình, vì vậy tuổi Ất Mão dành cả đời để xây dựng một mái ấm hạnh phúc yêu thương. Và những lúc mệt mỏi áp lực thì gia đình chính là nguồn động lực giúp Ất Mão lấy lại thăng bằng và tiếp thêm sức mạnh để tiến lên phía trước. Tuổi Ất Mão sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho những người xung quanh mà không cần phải đắn đo suy nghĩ, đôi khi họ bị người khác lợi dụng mà không hay biết. Tuổi Ất Mão thấu hiểu cuộc sống của những con người nghèo khó bất hạnh và luôn tìm cách giúp đỡ những người gặp khó khăn. Ất Mão là những người hiền lành, không thích đấu khẩu gây sự với bất kỳ ai. Họ luôn là người biết nhẫn nhịn khi cần thiết. Với sự ân cần dịu dàng của mình, tuổi Ất Mão được nhiều người quan tâm để ý, tuy nhiên họ chỉ hướng về một người duy nhất, chung thủy với người bạn đời của mình. Ất Mão luôn giữ một thái độ dịu dàng ân cần với những người thân xung quanh, họ sẽ không bao giờ để những người thân trong gia đình phải chịu thiệt thòi thiếu thốn. Tuổi Ất Mão thuộc tuýp những người giàu lòng vị tha và bao dung nhất, họ luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ với người khác, thậm chí là hy sinh bản thân mình. Để giúp đỡ những người yếu đuối, họ luôn nghĩ cho người khác, nhiều hơn là nghĩ và lo lắng cho bản thân, bởi vậy nhiều khi Ất Mão bị kẻ xấu lợi dụng mà không hay biết. Tuổi Ất Mão rất giỏi trong việc giải quyết những khó khăn của người khác, nhưng lại không thể tự giải quyết được rắc rối của mình. Ất Mão rộng rãi chi tiền cho người thân quen và là người có nhu cầu mua sắm cao, cứ có tài lộc là lại mất, khả năng quản lý tiền bạc kém. Người tuổi này khi tuổi trẻ thường hoang phí, không giỏi tiết kiệm, sau khi kết hôn sẽ nhận thức rõ hơn giá trị của đồng tiền, tới tuổi trung niên chuyển biến vận tài lộc tốt đẹp hơn. Tuổi Ất Mão là người trung tình cẩn thận, họ không tin vào những lời đường mật, nếu đã xác định được đối tượng họ sẽ dồn hết vào tâm trí theo đuổi người đó. Ất Mão thường là những người đào hoa đa tình, thời trẻ quan niệm về tình yêu của họ rất thoáng, thường có nhiều mối quan hệ, nhưng sau khi trưởng thành tính cách sẽ trở nên trầm ổn hơn. Phụ nữ tuổi Ất Mão rất lương thiện trong sáng, nhưng lại vô cùng bình tĩnh lạnh lùng, quan điểm của họ là yêu ra yêu, ghét ra ghét, nên tìm đối tượng kết hôn là người hiểu rõ tính cách, đồng thời biết hóa giải những bất an trong lòng bạn. Cuộc sống gia đình hạnh phúc thuận hòa, vợ chồng đều có được vinh hoa, con cháu đời sau thành danh hiển hách, tài vận hanh thông, vạn sự như ý. Cuộc đời của Ất Mão về già được bình an, mọi sự thuận lợi, hạnh phúc đủ đầy, phú quý vượng phát. Đa phần người tuổi Ất Mão về hậu vận có công danh hiển hách, tiền bạc dư dôi, vinh hoa phú quý không ai bằng. Ất Mão là người có đầu óc kinh doanh nhạy bén, có tài làm ăn buôn bán, tự tay gây dựng sự nghiệp. Mệnh số của Ất Mão nhìn chung là khá tốt. Người tuổi Ất Mão là người thông minh hiếu động, tính cách trung hậu chính trực, trọng nghĩa khinh tài, thích giúp đỡ người khác. Người này tấm lòng lương thiện, nhiều phúc đức, lại có tài cán làm việc chăm chỉ, nên cuộc đời luôn suôn sẻ. Người tuổi Ất Mão có vận trình tình cảm cực kỳ tốt, tình yêu ngọt ngào, gặp được người bạn đời hợp ý, tài lộc không thiếu, gia nghiệp may mắn, cả tình lẫn tiền đều như ý. Họ là những người tính cách trung hậu hiền lành, nam thanh nữ tú, diện mạo đẹp đẽ, có nhiều quý nhân giúp đỡ, tuổi trẻ bình thường, trung niên phú quý, được cả danh cả lợi, gia trạch hài hòa hạnh phúc. Nam mệnh lấy được vợ hiền, nữ mệnh lấy chồng làm chỗ dựa, gia nghiệp hưng thịnh, làm việc chăm chỉ càng ngày càng tốt đẹp. Người tuổi Ất Mão dù làm gì cũng có quý nhân che chở, sự nghiệp có thêm cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên Ất Mão cũng nên tránh tham gia vào các chuyện mâu thuẫn cá nhân, đặc biệt phải lưu tâm đến phương diện sức khỏe. Tuổi Ất Mão vào năm 2024 này, do phải đương đầu với hạn năm tuổi và phải đương đầu với trực thái tuế, nên vận khí nhiều bất ổn, khó khăn dồn dập. Người xưa thường nói, đương đầu thái tuế, vô phúc đều có họa, tai ương có thể ập tới bất cứ lúc nào. Chẳng những mưu sự bấp bênh nay đây mai đó, mà sức khỏe cũng giảm sút, tư tưởng của bản mệnh cũng có nhiều bế tắc, cần có phương pháp giải tỏa kịp thời để tránh u uất căng thẳng. Ngoài ra, Ất Mão cũng cần phải quan tâm hơn tới con cái, để không tạo thành khoảng cách với con. Vấn đề sức khỏe cũng cần chú ý an toàn, tham gia giao thông cần thận trọng giữ an toàn, đề phòng sự cố.
Theo dõi vận trình tử vi 12 con giáp nhận thấy, những người tuổi Ất Mão bước sang 3 tháng, tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch sẽ không mấy may mắn khi vận trình hung cát đan xen, làm gì cũng nên cẩn thận để tránh hậu họa về sau, cẩn tắc vô áy náy. Tuy nhiên, nếu bản mệnh chú ý, cẩn trọng trong từng việc mình làm thì chắc chắn vận khí sẽ dần tốt lên. Bên cạnh đó, nếu anh chị nắm bắt và áp dụng những điều mà Minh Đường Tử Vi sắp chia sẻ dưới đây thì sẽ có cơ hội đổi vận lội ngược dòng thành công. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng, tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch trên các phương diện. Mời quý anh chị cùng theo dõi và chiêm nghiệm để nắm bắt vận may của mình nhé. Tử vi tháng 6, tháng 7 âm lịch. Xem tử vi phương Đông, bước sang tháng 6, tháng 7 Nhâm Thân, vận trình tuổi Mão có thăng có trầm, có được có mất, nhìn chung vẫn phát triển theo hướng tích cực. Sự nghiệp tuy gặp một số trở ngại, nhưng nếu cẩn trọng, dành nhiều tâm huyết thì vẫn gặt hái được thành quả nhất định, xử lý công việc không nên quá cứng nhắc, tránh bị tiểu nhân ném đá giấu tay, cần phải linh hoạt, suy nghĩ tích cực và nhất là nên tránh xa các cuộc tranh chấp quyền lợi kẻo sẽ vướng vào họa kiện tụng. Tài lộc dần đi vào giai đoạn ổn định, thứ tài khá tốt, nếu muốn đầu tư có thể tiến hành vào giữa tháng, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn, dù thế nào đi nữa. Hãy tập trung làm tốt công việc chính, những việc phụ có thể làm khi sắp xếp được thời gian, đừng sao nhãng việc chính tới lúc tất cả chỉ lẫn trải, tiền mất tật mang. Tình cảm xuất hiện nhiều cung bậc thăng trầm, cẩn thận duy trì mối quan hệ, nam mệnh tuổi Mão khá đào hoa, nếu không rõ ràng trong các mối quan hệ rất dễ bị người khác giới hiểu nhầm, đe dọa hạnh phúc gia đình, nữ mệnh tuổi này lại đa nghi, suy nghĩ bay bổng thiếu thực tế, thường tưởng tượng ra những điều tiêu cực, dễ đánh mất hạnh phúc thực tại. Về sự nghiệp, xem tử vi tháng, sang tháng 6 và tháng 7 âm lịch, vận trình sự nghiệp của những chú mèo có không ít sự biến động, không còn ổn định như trước, công việc lúc thuận lợi, khi lại bế tắc, nhưng nhìn chung có được, có mất, đa phần phát triển theo hướng tích cực, nhưng những ai chủ quan, khinh suất, lười nhác thì sự nghiệp sẽ lao dốc không phanh. Tinh thần làm việc của tuổi Mão sa sút, bản mệnh không còn tìm thấy niềm hứng thú trong công việc hiện tại, từ đó nảy sinh sự chán chường, muốn tìm việc mới thay thế. Có lẽ đưa ra quyết định nhảy việc trong giai đoạn này là chưa hợp lý, thay vào đó bạn hãy dành thời gian nghỉ ngơi tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại thế. Phải chăng bạn chưa thực sự nỗ lực hết mình, chưa dám lăn xả với nghề? Nếu đúng như vậy, thay đổi từ bây giờ vẫn chưa muộn. Làm ở đâu cũng thế, với công việc nào cũng vậy, cần đặt cái tâm của mình vào đó, ngay cả với việc không thuộc sở thích. Nhưng bạn làm có trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, rồi đến một ngày nào đó tự ắt tay nghề nâng cao, được mọi người ghi nhận, tương lai rộng mở. Không phải ai học xong ra trường có thể tìm được công việc theo đúng sở thích hay chuyên môn, nhưng qua trường đời dạy dỗ bạn khám phá rất nhiều thứ hay ho về bản thân mình, tài năng được khai phá, bạn còn thầm cảm ơn cuộc sống đã ưu ái mình như thế. Tuổi Mão vốn thông minh, lanh lợi, lại có tài ăn nói xã giao, dù công việc trước mắt đối diện khó khăn đấy, nhưng chỉ là tạm thời thôi, dân gian có câu, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Cuộc sống của mỗi người là do tự thân quyết định, bạn chèo lái cuộc đời mình ra sao, nó sẽ đi theo đúng hướng đó, vậy nên đừng vội than thân trách phận khi gặp khó khăn trên đường đời bạn nhé. Trong xử lý công việc, tuổi Mão cần mềm mỏng, đừng cứng nhắc quá kẻo bị tiểu nhân ném đá giấu tay, làm việc linh hoạt, suy nghĩ tích cực thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua, đồng thời, trong tháng bản mệnh nên tránh xa những lục đục nội bộ, cuộc tranh đấu ngầm trong tập thể kẻo vướng vào kiện tụng, tiền mất tật mang, bên cạnh đó cần lưu ý. Dân gian coi tháng 6 tháng 7 là tháng cô hồn, âm khí vượng, thế lực đen tối bao trùm có thể gây ra nhiều hung hiểm xui xẻo, tuổi Mão làm gì cũng nên thận trọng, đừng lơ là khinh suất mà trượt dốc không phanh. Về tài lộc, tình hình tài chính trong tháng Mậu Thân của người tuổi Mão bình ổn, không có biến động nào quá lớn, thứ tài có phần khởi sắc hơn chính tài, một số nguồn thu phụ tăng lên đáng kể, nhưng dù thế nào đi nữa bản mệnh vẫn nên tập trung làm tốt công việc chính, những việc ngoài luồng có thể đã đưa tùy từng thời điểm. Tránh tình trạng sao nhãng việc chính, tới lúc mất cả chì lẫn chài, có câu, một nghề cho chín, còn hơn chín nghề là như vậy. Giữa tháng vận khí tốt, có thể tiến hành đầu tư hoặc khai trương, mở rộng kinh doanh, tỷ lệ thành công khá cao, lưu ý, khi chọn đối tác hợp tác làm ăn, có thể chọn người tuổi Tuất hoặc Hợi, sự hài hòa về cá tính cũng như tương trợ về kinh tế sẽ giúp hai bên hợp tác vui vẻ cùng có lợi. Ngoài phí sinh hoạt, một số chi phí bất ngờ khác có thể phát sinh trong tháng, phải chi tiêu nhiều tiền. Thêm nữa tiểu hao hung tinh thúc giục ham muốn mua sắm của bản mệnh, khó tránh tình trạng mua sắm quá đà, tiêu tiền tùy hứng, túi tiền dày càng vơi, tuổi Mão cần cảnh giác với chính mình trong việc quản lý tài chính. Về sức khỏe, sự xuất hiện của thiên nguyệt hung tinh mang điềm báo về suy nhược cả thể chất và tinh thần,
hung tinh này gây chấn động tâm lý, tạo ra những cơn lo nghĩ ảo, khiến bản mệnh suy nghĩ tiêu cực, lúc nào cũng ngập ngụa trong những rắc rối do chính mình tạo ra. Một khi tinh thần bất ổn sẽ kéo theo những trục trặc về thể chất, đó là điều khó tránh. Đa phần những ai cầm tinh con mèo đều cả nghĩ hay phức tạp hóa vấn đề, tự mình làm cho mình ưu tư muộn phiền chứ không phải ai khác. Tâm không an thì thể chất cũng khó mà tráng kiện, sức đề kháng giảm sút, bệnh tật từ đó mà ra. Tử vi tháng 8 âm lịch. So với tử vi tháng 6, tháng 7 thì vận trình tháng 8 của tuổi Mão còn kém sắc, ảm đạm hơn, bản mệnh lâm tượng tương xung thái tuế, lại không được nguyệt lệnh ủng hộ. Làm gì cũng có cảm giác trục trặc bất thuận, mưu sự lớn trong tháng này là điều nên hạn chế, khối lượng công việc nhiều, lại áp lực, trong khi đó sức khỏe của bản mệnh giảm sút, khó mà hoàn thành kịp tiến độ mọi hạng mục công việc, năng suất làm việc cũng không cao, cần dành thời gian sắp xếp lên kế hoạch cho mọi việc, lấy ổn định làm trọng, chớ nóng vội kẻo hỏng việc. Trong tháng không có tài tinh chiếu mệnh, lại có hao tinh hoành hành, tài vận của tuổi Mão bất ổn, không thích hợp tiến hành đầu tư dù lớn hay nhỏ. Vấn đề sức khỏe gây hao tán nhiều tiền bạc, tình cảm khó có tiến triển mới, các cặp đôi đang yêu gặp trục trặc. Vì chính cái tôi cá nhân của hai người quá lớn, người độc thân vượng đào hoa đấy, nhưng là đào hoa xấu, không có lợi cho các mối quan hệ yêu đương. Sức khỏe là phương diện tuổi Mão cần chú ý nhất trong tháng, đặc biệt là nữ mệnh, cần đề phòng ngộ độc thực phẩm, các bệnh về mắt và xương khớp, chú ý dưỡng sinh mùa thu để đảm bảo sức khỏe ổn định. Về sự nghiệp, coi tử vi phương Đông, công việc trong tháng 8 âm lịch của tuổi Mão vừa nhiều vừa áp lực, nhất là những ai đang giữ các chức vụ quản lý lãnh đạo, áp lực gấp nhiều lần. Bản mệnh vừa lâm đất tuyệt, vừa chịu ảnh hưởng của cục diện tương xung thái tuế, tứ bề khó khăn, hung hiểm rình rập, tinh thần làm việc cũng vì thế mà bất ổn, khi thì khí thế bừng bừng, lúc lại bế tắc nản lòng muốn bỏ cuộc. Nếu không nhanh chóng suy nghĩ tích cực, một số bản mệnh sẽ trượt dài trên con đường công danh sự nghiệp, về sau khó mà đứng lên nổi. Hãy chấp nhận thực tại và đối diện với nó, né tránh chỉ thể hiện sự yếu đuối và hèn nhát, cần dành thời gian để sắp xếp, lập kế hoạch cho mọi việc, lấy ổn định làm trọng, chớ nóng vội kẻo hỏng việc. Ngoài ra, khi hành sự lớn nhỏ gì cũng phải suy tính đường đi nước bước kỹ càng, hạn chế tối đa những sai sót để đảm bảo kết quả cuối cùng vẫn nằm trong dự tính không quá tồi tệ. Vận tiểu nhân trong tháng biểu hiện rõ ràng, nhất là những ai làm trong các cơ quan hành chính nhà nước, các trò ném đá giấu tay, tranh giành quyền lực, xu nịnh cấp trên diễn ra thường xuyên, tốt nhất bản mệnh nên tránh chuyện thị phi, tập trung làm tốt việc của mình, tránh rước họa vào thân. Về tài lộc, tháng 8 âm lịch không có tài tinh chiếu mệnh, lại có đại hao hung tinh lấn át, không thích hợp để người tuổi Mão tiến hành đầu tư lớn, rất dễ bị thua lỗ. Nguyệt lệnh rơi vào đất tuyệt, khiến tuổi Mão suy nghĩ bế tắc, thiếu tinh thần lạc quan và sự sáng suốt, bởi thế khó mà tìm thấy cơ hội trong các hạng mục công việc, dự án đầu tư. Theo đó, hãy dành thời gian để quan sát và phân tích hơn là vội vàng tiến hành, hạn chế rủi ro về tài chính. Tháng này, trong hợp tác kinh doanh tuổi Mão đề cao cảnh giác với đối tác tuổi Dậu và Thìn, tránh bị cướp công, lừa gạt hoặc xảy ra tranh chấp về lợi ích. Người làm công ăn lương có mức thu nhập ổn định hơn những ai kinh doanh buôn bán tự do. Dù sao, sự xuất hiện của các tinh hữu bật cũng mang đến một vài lợi ích nhỏ, ví dụ chính sách công ty, cấp trên hỗ trợ. Có điều, sự hỗ trợ này không thực sự mạnh, bạn vẫn cần dựa vào chính sự nỗ lực bản thân để kiếm tiền làm giàu. Theo lịch vạn niên và phi tinh tháng, hai cát tinh lục bạch đồng cung với bát bạch ở hướng đông nam, đây được coi là phương vị vượng tài khí, người tuổi Mão nên mang thêm cây xanh hoặc tiểu cảnh, hòn non bộ nhỏ để kích vượng nguồn năng lượng tích cực tại khu vực này của ngôi nhà, từ đó thúc đẩy tài khí vượng, bản mệnh gặp may mắn hơn về tài chính. Về sức khỏe, xem tử vi 2024, sức khỏe là phương diện mà tuổi Mão cần lưu tâm nhất nhì trong tháng 8 âm lịch này. Mão mộc bị Dậu kim khắc chế mạnh, sức khỏe giảm sút, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, ăn uống kém ngon, giấc ngủ cũng không đảm bảo chất lượng tốt. Ngoài ra, cần chú ý đề phòng ngộ độc thực phẩm, các bệnh về mắt và xương khớp, cần duy trì thói quen ăn uống tốt, tập thể thao đều đặn và cân bằng cảm xúc sẽ giúp bạn sớm cải thiện sức khỏe. Chú trọng dưỡng sinh mùa thu theo đông y, nên ăn tăng chua giảm cay, ngủ sớm dậy sớm, giảm tần suất quan hệ tình dục, vận động nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, đặc biệt lưu ý, cảnh mùa thu dễ gợi cảm xúc buồn thương, nhất là với người già khi tuổi đã xế chiều, người trẻ cũng vì cảnh buồn người chẳng thể vui, nên tâm trạng dễ bực tức. Nếu không giữ tinh thần lạc quan yêu đời, bản mệnh rất dễ bi quan, buồn bực vô cớ, khi đó hai khí âm dương mất cân bằng, gây ra những hệ lụy sức khỏe khôn lường. Quý bản mệnh tuổi Ất Mão thân mến, trong phần cuối video ngày hôm nay hãy cùng lắng nghe câu chuyện về luật nhân quả.
Vào một đêm muộn đầu xuân, mọi người đều đã ngủ say, có một đôi vợ chồng tuổi đã cao bước vào một khách sạn, đáng buồn thay khách sạn đó đã hết phòng. Nhân viên lễ tân không đành lòng để cho cặp vợ chồng đó lại đi tìm khách sạn, anh ta liền dẫn họ vào một căn phòng, có thể đây không phải là căn phòng tốt nhất, nhưng ít nhất hai bác cũng không phải chạy đi tìm phòng nửa đêm nữa. Cặp vợ chồng thấy căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ nên quyết định ở lại đó. Ngày thứ hai, khi họ thanh toán, nhân viên lễ tân đó liền nói, hai bác không cần thanh toán đâu ạ, vì căn phòng hai bác ở đó là phòng của cháu. Chúc hai bác có một hành trình du lịch vui vẻ ạ. Thì ra, nhân viên lễ tân đó đã ngủ một đêm tại quầy bàn để nhường phòng cho họ. Cặp vợ chồng hết sức cảm động và nói, chàng trai trẻ ạ, cậu là nhân viên lễ tân khách sạn tốt nhất mà chúng tôi từng gặp đấy, cậu nhất định sẽ được đền đáp. Chàng trai liền cười rồi tiễn cặp vợ chồng ra cửa và rồi nhanh chóng quên đi chuyện hôm đó. Bỗng có một ngày, anh ta nhận được một bức thư, trong đó có một tấm vé đi du lịch New York một mình. Chàng trai đi đến một căn biệt thự trang hoàng theo như chỉ dẫn trong thư. Thì ra, hai người mà anh ta tiếp đón trong đêm muộn hôm đó chính là một nhà tỷ phú. Cùng với vợ của ông ấy, đã mua tặng chàng trai một tiệm rượu lớn, sau đó giao cho anh quản lý. Thực ra, nhân quả đều do mỗi người nắm giữ. Khi chưa xác định được mục tiêu vĩ đại của đời người, thì hãy dùng tấm lòng của mình để làm việc gì đó. Mỗi một cá nhân đều là một nhân viên phục vụ. Những điều lớn lao đều bắt nguồn từ việc chúng ta phục vụ cho người khác. Khả năng một người phục vụ cho người khác lớn bao nhiêu, thì kết quả chúng ta có được càng lớn bấy nhiêu. Sống trong đời cần phải trải nghiệm nhiều. Trên đường đời chúng ta có thể có tiếng cười sảng khoái, nhưng cũng có thể có cả những giọt nước mắt khổ đau. Trên đường đời có niềm tin từ sự thành công, cũng có thức tỉnh từ sự thất bại, nhưng chúng ta đều phải biết quý trọng. Sự giàu có của đời người đến từ một trái tim vô tư, không ích kỷ, cái tốt đẹp của cuộc đời đến từ một trái tim giản dị. Trên đường đời không cần điều gì cao quý, chỉ cần làm việc bằng một trái tim chân thực là đủ. Nếu muốn có được những người bạn tốt, trước tiên bạn phải đối tốt với người khác. Nếu muốn được vui vẻ hạnh phúc, trước tiên bạn hãy mang hạnh phúc đến cho người khác. Không lâu sau bạn sẽ nhận thấy bản thân càng ngày càng hạnh phúc. Chúng ta có khả năng làm việc tốt cho bản thân mình, mới có khả năng đi làm việc tốt cho người khác. Yêu người, yêu cuộc đời, cho yêu thương, nhận yêu thương và rồi trưởng thành trong tình yêu thương. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm lắng nghe những chia sẻ ngày hôm nay. Kính chúc cô bác cuộc sống luôn bình an và may mắn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác trong các chương trình sau.